Pháp chơi một trận đấu thận trọng trước Maroc. Trong cả trận, thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps kiểm soát bóng chỉ có 38% so với 62% của Maroc, truyền 364 đường so với 572 đường của Maroc. Nhưng đại diện của châu Phi không thể biến sự áp đảo về thế trận thành bàn thắng. Sau trận đấu, tiền vệ Sofian Amrabat thừa nhận bản thân cảm thấy cay đắng vì dù đã làm đủ mọi cách, Maroc cũng không thể xuyên thủng mảnh lưới của Hugo Lloris. Trong một thế trận chặt chẽ do huấn luyện viên Deschamps xây dựng, vai trò của Tchouaméni, tiền vệ chủ lực của đội tuyển Pháp ở World Cup 2022 là rất đặc biệt. Trước Maroc, tiền vệ 22 tuổi có 65 lần chạm bóng, nhiều nhất đội hình đội tuyển Pháp. Ngoài ra, Antoine Griezmann với 4 lần thực hiện đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn nhiều hơn so với Tchouaméni là 2 lần. Tiền vệ của Real Madrid có tỷ lệ chuyền bóng chính xác 83% trước Maroc. Tchouaméni góp sức trong việc triển khai thế trận của đội tuyển Pháp với 8 đường chuyền ở 1/3 cuối sân của đối thủ. Chỉ có Mbappe và Fofana đều có 9 đường chuyền, có thống kê nhỉnh hơn so với Tchouaméni. Tất nhiên, khả năng phòng ngự của Tchouaméni cũng nổi bật trước thế trận áp đảo của Maroc. Tiền vệ 22 tuổi này thực hiện 4 lần đánh chặn hiệu quả và có 10 lần thu hồi bóng thành công. Huấn luyện viên Deschamps thành công với canh bạc dùng bộ đôi ít khi chơi cùng nhau là Fofana và Tchouaméni khi đối đầu với Maroc. Khi một cầu thủ dâng cao để đánh chặn, người còn lại lùi sau để bọc lót. Điều này diễn ra thường xuyên ở trận bán kết vừa qua. Kinh nghiệm không phải là tất cả. Họ, Tchouaméni và Fofana có những phẩm chất tuyệt vời và chơi cho những câu lạc bộ hàng đầu. Huấn luyện viên 54 tuổi nói sau trận: họ có thể không sở hữu nhiều kinh nghiệm ở cấp độ quốc tế nhưng họ đủ giỏi để chơi ở cấp độ này. Cả hai có tiềm năng to lớn và tài năng tuyệt vời, đồng thời được hỗ trợ bởi những cầu thủ giàu kinh nghiệm xung quanh mình. Trước khi kết hợp cùng với Fofana, Tchouaméni cũng là đối tác ăn ý với Rabiot. Tờ L'Équipe cho rằng người Pháp đã tạm quên đi Kanté và bốn bóng bà khi Tchouaméni và Rabiot cho thấy những bước chạy tự tin và chững chạc trên đất Qatar. Khi được hỏi về định hướng trong lối chơi giống Kanté hay là bốn bóng bà, Tchouaméni nói: cả hai. Đôi khi nhiệm vụ của tôi là thu hồi bóng như ở trận đấu vừa qua. Đôi khi tôi có cơ hội ghi bàn như ở trận đấu trước đó. Thậm chí tôi đã sút kín tạo cho Mbappe và Giroud ghi bàn. Đó là sự pha trộn giữa bốn bóng bà và Kanté trong lối chơi. Cả hai là những cầu thủ giỏi. Thật tiếc khi họ vắng mặt ở giải đấu này. Do đó, chúng tôi cố gắng để hỗ trợ tổ chức lối chơi từ giữa sân. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt. Tiền vệ 22 tuổi kết luận như vậy. Tchouaméni đứng trước trận chung kết World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp. Ở cuộc đua giành danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất giải, tiền vệ 22 tuổi này và cặp Enzo Fernandez, Julian Alvarez của Argentina đang là những ứng cử viên sáng giá. Trong vòng nửa năm, Tchouaméni đã trải qua những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Từ việc gia nhập Real Madrid với mức phí 80 triệu euro đến đá chính ở đội tuyển quốc gia và góp mặt tại chung kết World Cup, hành trình của Tchouaméni vừa trải qua giải đầy hoa hồng. Tchouaméni vượt qua sự nghi ngờ của dư luận bằng màn trình diễn trên sân cỏ. Không còn là một cầu thủ trẻ non nớt và rụt rè, Tchouaméni cứng cỏi hơn qua từng trận đấu và trở thành điểm tựa ở khu trung tuyến của đội tuyển Pháp. Tiền vệ 22 tuổi này cũng là cầu thủ duy nhất đá chính cả 6 trận đấu của đội tuyển Pháp tại World Cup 2022. Huấn luyện viên Deschamps từng là một tiền vệ phòng ngự. Ông có thừa kinh nghiệm để uốn nắn Tchouaméni thành ngôi sao tương lai của bóng đá Pháp. Mọi thứ còn lại phụ thuộc vào nỗ lực và quyết tâm của Tchouaméni. Tương lai tươi sáng đang chờ tiền vệ 22 tuổi này.